đâu xong chạy luôn đi, làm gì vậy? Trời ơi, tôi không thích vượt đèn đỏ. Mà làm gì, bộ có công an giao thông thì mới dừng hả? Cái gì vậy bà? Trời, bà mới dưới quê lên hay sao vậy? Chạy đường không công an giao thông thì bà chạy đi, bà làm gì vậy? Tụi nó nghe này, chạy nhau có ngày bị đụng chết luôn á. Đụng gì mà đụng? Ê, tại bà đó. Không hết chạy giống không? Trời ơi, cái đồ cái. Ê. Lấy gì? Nè, cậu. Trời đất ơi, cậu chạy đụng người ta thì cậu xin lỗi một tiếng đi, chạy không có ý thức gì hết nè. Người ta phụ nữ mà cậu gây gỗ là sao? Cái gì vậy bà? Đâu ra mà tiền bị vô xí chuyện người ta vậy? Tôi quét rác chứ đâu ra. Bà nhiều chuyện quá. Nè, tôi thấy chuyện bất bình thì tôi phải nói chứ, nhiều chuyện cái gì? Thôi bác ơi, không có gây lại với cái thứ người này đâu. Ê, nói đừng nói thứ này thứ nọ vậy. Con ngon chạy xe đây nói chuyện với tôi. Trời ơi, tôi sợ ông hả? Vô. Đèn xanh rồi kìa, đi giùm cái, đứng kẹt xe bây giờ. Bây giờ tôi không đi, đèn xanh tôi cũng không đi, tôi muốn đứng đây này được không? Đâu, ông vô đây em nói chuyện coi, ông muốn cái gì hả? Ông muốn cái gì? Bà làm gì mà đón tôi vô? Ông thấy đèn đỏ, ông không dừng lại, giờ ông còn kiếm chuyện với tôi nữa. Tôi nói là biết tôi tát vào một cái, thì dám chửi vô chứ. Nè, tôi cho cậu biết nha, cậu là đàn ông nha. Cậu quýnh phụ nữ là không có được với tôi nghe, mà cậu là người sai nữa, cậu không có ý thức, cậu chạy cậu đụng người ta. Tôi nói bà biết nha, bà nhiều chuyện, cái chuyện người ta mà xía vô làm cái gì? Tôi đi sao kệ tôi chứ, mắc mới bị xía vô. Sao xía? Thấy chuyện bất bình thì xía chứ. Tôi nói rồi, biết nha, bà mà không quét rác hồi nãy giờ tôi quýnh bà rồi đó. Hả? Dám quýnh không? Dám không? Quýnh đi, nhào vô thử coi, nhào vô. Hả? Nhào vô. Tôi nói rồi biết nha, bữa nay là tôi ăn chay là bà hên lắm á. Ai vô bạn mặn sao mày? Bữa nay tôi ăn chay thì sao? Hả? Bà ở dừng tôi nha. Trời ơi, đã chạy sai luật rồi còn có hồn nữa. Đúng là đồ gì đâu á. Ê, mà bác múa đẹp quá, nãy bác múa chổi á, bác có nghề phải không? Trời nghề đâu thì quét riết người tay chân nó dẻo vậy, múa như tay tiên vậy. Nhờ vậy nó mới chạy đó, mới sợ đó. Cái thiệt tình mà nó dừng lại mà nó quýnh chị cái là trời chắc gì chạy. Ê, mày muốn chạy nhớ đèn đỏ dừng lại. Còn em nữa, em chạy đúng luật giao thông là đúng rồi đó. Tới đèn đỏ dừng lại là hay đó. Dạ em biết mà chị.